Vâng, xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một con IC BCS8574. Đây là con IC mở rộng chân, mở rộng thêm IO á, IC mở rộng IO. Thì ví dụ như các bạn sử dụng con Arduino, ví dụ như các bạn dùng con Uno hay là dùng con Nano. Đây, để mình lấy cho các bạn xem cái con Nano. Đây, các bạn dùng cái con Nano như thế này thì nó rất là ít chân điều khiển. Còn nếu như mà các bạn dùng cái con Mega á thì nó nhiều chân đó, nhưng mà nó to quá các bạn. Nó to quá, bây giờ mình muốn là mình không có cần dùng thêm nhiều chân như cái con Mega này. Mình mua Mega thì nó mắc tiền quá. Bây giờ mình muốn là dùng một cái con Uno. Dùng con Nano như thế này ít. Mình chỉ thiếu một vài chân thôi. Thiếu một vài chân điều khiển thôi. Thì mình phải làm như thế nào các bạn? Đấy, thì đó là lý do mà những cái con IC mở rộng thêm IO này nó ra đời. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái con BCS8574. Nó sẽ mở rộng thêm được 8 chân điều khiển nữa. Mở rộng thêm được 8 chân điều khiển. Rồi, đây. Mình sẽ cho các bạn xem chi tiết về con này ha. Thì nó cũng rất là rẻ thôi. Các bạn ra Nhật Tảo hoặc các bạn lên cái trang linh kiện các bạn mua nó bán đầy á mà. Rồi đây. Này, đây là con IC chính của mình nè. Thì cái con này sử dụng I2C các bạn, nó hay cái là dùng I2C. Các bạn nhìn thấy con này nó quen không các bạn? Đây, I2C nè. Ở đây là SL, đây BCS8574. Đây là 8 cái chân ga của nó, còn mấy cái zoom này nè là để các bạn định địa chỉ cho nó. Tức có nghĩa là gì? Mình dùng I2C thì mình định địa chỉ mà các bạn, thì các bạn có thể cắm nhiều cái module lại với nhau. Ví dụ như ở đây mình có một module, mình có thêm cái module nữa mình cắm vô đây. Mình cắm vô đây mình nói nó dài ra mình cắm được rất là nhiều module. Thì ở đây nó có 3 cái zoom để các bạn định địa chỉ cho nó. Thì các bạn nhìn thấy con này rất là quen đúng không? Thì cái con này á, các bạn nào mà đã có cái LCD rồi, các bạn đây, mình có làm video rất là nhiều video về cái màn hình LCD này. Đây là LCD 2004 và LCD 1602 này nọ đó. Thì nó có một cái module ở đây, module I2C của nó này các bạn. Thì cái module I2C này chính là dùng cái con BCS8574 nè. Đấy. Các bạn cắm nó vô như thế này nè. Đó, các bạn cắm vô như thế này, các bạn dùng I2C nè. Đó, thì cái con này chính là con BCS8574 nè các bạn. Nè. Đấy các bạn thấy không? Đó, BCS8574 nè. Nó cũng là con BCS8574 nè các bạn. Đó, nó cũng có 3 cái zoom để các bạn định địa chỉ nè. Nó cũng có 3 zoom để các bạn định địa chỉ nè, ha. Nhìn rất là quen đúng không? Đó, tại vì các bạn nào làm cái màn lập trình cái màn hình rồi các bạn sẽ thấy rất là quen. Đây. Đó, thì ý của mình là gì? Ví dụ các bạn muốn điều khiển thêm nhiều cái IO nữa thì các bạn chỉ cần mua một cái module như thế này, các bạn cắm vô theo cái đường I2C. Nó có ra sẵn cái chân I2C cho mình nè. Đây, nó có ra sẵn cái jack để các bạn cắm thêm module vô. Nè, đó, các bạn mua thêm cái module nữa các bạn cắm vô đây. Đó là các bạn có thể ra thêm nhiều cái IO nữa. Đây, cho các bạn xem chi tiết. Thì cái module này á, các bạn có thể thực hiện là đọc tín hiệu digital, ghi tín hiệu digital. Tuy nhiên á, là hiện tại thì các bạn có thể đọc biến trở luôn, tức là đọc analog, ghi analog, nhưng mà hiện tại á, là nó các bạn phải chỉnh sửa phần cứng nó rất là mệt. Vì thế là mặc định của nó thì các bạn chỉ có thể là đọc ghi digital thôi, mở rộng thêm, ví dụ đọc ghi nút nhấn chẳng hạn, nó đọc nút nhấn hoặc là xuất tín hiệu digital để điều khiển cái gì đó. Rồi đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái 3 cái zoom này là 3 cái zoom định địa chỉ. Thì cái zoom cuối này là cái zoom A2 được chưa? Cái zoom đầu là cái zoom A0, cái zoom ở giữa là zoom A1. Đây A0, A1 và A2. Các bạn nhớ thứ tự của nó nha, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn định địa chỉ. Thì đây các bạn thấy cái dấu cộng dấu trừ không? Đây cái dấu trừ nè. Đây dấu trừ nè, ở đây là dấu cộng nè, ở giữa là cái chân tín hiệu của nó, cái chân định địa chỉ. Thì mặc định nó sẽ nói vô cái chân trừ này là cái địa chỉ mặc định của nó, là mình nhớ là 0 nhân 20 thì phải. Là cái địa chỉ mặc định nó là ba cái chân A0, A1, A2 này nó nối vô chân, nối vô dấu trừ, nối vô lô á, nối vô GND á là địa chỉ là 0 nhân 20. Được chưa? Rồi ở ba chân phía trên này là ba cái chân cộng, này nó có để dấu cộng nè. Rồi, các bạn nhớ là cái chân cuối này là chân A2, ở giữa là A1 và bên đây là chân này là A0. Mình cắm vào Uno thì như bao cái module I2C khác thôi các bạn. Nó ra sẵn cái chân cho mình nè. VCC với GND thì các bạn cắm vô 5V trên Uno. Đây, VCC, GND các bạn cắm vô 5V của Uno nè. Rồi SDA thì cắm vô SDA, SCL cắm vô SCL. Đây là cái mình dùng Mega thì nó có sẵn cái chân SDA, SCL. Còn các bạn dùng Uno hay là Nano đó thì cắm vô A4, A5 á. Đấy, SDA, SCL cắm vô bao module khác thôi. Đầu tiên mình hướng dẫn cho các bạn cắm dây cái nút nhấn trước ha. Thì đây, các bạn thấy trên cái module nó có cái dãy IO của nó. Đây các bạn thấy từ B0 cho tới B7 là 8 cái chân ga, rồi chân INT. Cái chân INT tới nữa mình hướng dẫn các bạn sử dụng sao ha, các bạn đừng quan tâm tới nó, tới hướng dẫn sử dụng sao. Rồi chân 0 với chân 7 thì mình ví dụ giờ mình đang tí nữa mình test cái nút nhấn trước nè, thì mình lấy một cái nút nhấn là mình đang dùng cái nút nhấn này nè. Một chân của nút nhấn như nói vô GND, rồi chân còn lại mình sẽ nói vô chân B0 đi.
đấy. Thì ví dụ các bạn có nút chân rời thì cứ một chân nói vô GND của Auno, một chân các bạn nói vô chân B0, là tí nữa mình sẽ đọc cái nút nhấn này, đầy cái nút nhấn này. Rồi bây giờ vô có nha các bạn. À, thì đầu tiên là mình đọc được cái đã, mình đọc được, mình biết được là mình có kết nối với cái module OK rồi cái đã. À, thì mình cắm cái nút nhấn vô chân B0 ha các bạn. Rồi đây cái code á, thì đầu tiên là mình dùng Visual Studio và mình dùng cái lát Formio. Thì các bạn nào chưa biết sử dụng Visual Studio để lập trình cho Auno thì các bạn có để lên YouTube á. Đây vô kênh mình, vô danh sách phát nè, thì các bạn bấm kéo qua này các bạn thấy cài đặt Visual Studio để lập trình cho Auno nè. Rồi à, cái này là hướng dẫn cho các bạn định địa chỉ. Đâu rồi, có một cái bảng định địa chỉ rất là dễ, mình vừa mới tìm thấy, của thằng Tây. Rồi đây, đầu tiên là các bạn tải thư viện ha. Thư viện mà dùng BCF 8574, các bạn vô library, các bạn tải thư viện nó về. BCF 8574, enter. Rồi, à, đây, các bạn kéo xuống, các bạn, đây, BCF 8574, mình đang 2000 mấy lượt tải về nè, của cái thằng Rob. Đây, đúng rồi, của thằng thằng Rob nè các bạn. Các bạn tải thư viện này về, mình đang dùng thư viện của thằng này. Nói chung là cái thư viện nào mà nhiều lượt tải về mình sử dụng thôi, mình dùng thư viện của thằng này ha. Rồi, đầu tiên là cái read. À, cái file read.cpp mình tạo thêm thư viện BCF 8574 rồi. À, thêm thư viện E2C rồi mình khai báo cái module của mình là BCF 8574 nè. Địa chỉ là 0x20, được chưa? Tí bây giờ đầu tiên là các bạn cắm cái nút nhấn vô, các bạn đọc được nút nhấn trước đi. Rồi một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái chỉnh zoom, mình zoom thay đổi cái zoom để chọn địa chỉ. Rồi, ở dưới setup mình mở cổng serial 115200. Đây mở serial 115200. Cái bọt của bạn, các bạn chọn đúng cái bọt nha, của mình là cái Arduino là cơm 7. Rồi. À, cái module thì mình mở khởi động cái module lên thôi, mở module. Rồi, begin á. Rồi, à, cái này mặc định ha, các bạn phải begin nó mới chạy. Rồi, dưới loop thì mình làm cái đơn giản thôi các bạn. Mình gọi bcf, mình gọi module của mình chấm read 8, có nghĩa là gì? Các bạn sẽ đọc cả 8 cái chân. Các bạn đọc cùng lúc là 8 cái chân này, được chưa các bạn? Các bạn cầu đọc là đọc một lần là đọc 8 cái chân IO của nó. Và mình xuất ra là xuất ra file head, được chưa? Rồi bây giờ mình nạp code vô mình đọc thử nha. Nó chỉ có mấy cái hàm, mấy cái lệnh đơn giản thôi, đọc ghi rồi nọ thôi. Rồi, quan trọng các bạn biết cách sử dụng là được rồi. Rồi các bạn thấy nó đọc ra FF không? Đọc ra FF. Thì bây giờ đó, các bạn mở cái máy tính lên. Calculator. Đây các bạn vô cái phần Gamer nè. Rồi, các bạn hay các bạn bấm, các bạn chọn hết nè, các bạn gõ FF là các bạn thấy nhiệt à, thập phân của mình á là 255. Rồi à, pin à, là nhị phân á, nhị phân 8 bit á là FF có nghĩa là 8 số 1. Rồi được chưa? Ví dụ như bây giờ mình nhấn vô cái nút nhấn. Đây các bạn thấy nó hiện FE không? Nè buông tay ra nè. Nhấn vô nè. Đây nhấn vô. Là hiện FE nè. Rồi các bạn gõ FE thử coi. FE. Đấy thì à, thập phân của mình là 254. Rồi nhị phân của mình là cái thằng bit 0 là nó là số 0 nè các bạn, nó nhảy về 0 nè, được chưa? Thì như bây giờ mình nhấn, mình chuyển cái nút nhấn sang 1, sang số 2, sang B2 nha các bạn. Chuyển nút nhấn sang B2 các bạn nhấn, thì các bạn thấy FB không? Các bạn thấy FB không? Rồi các bạn gõ FB. À, lộn FB đúng không? Đúng rồi, FB là 251, nhị phân là 250, à, thập phân là 251, được chưa? Nè thì nhị phân của mình là cái 012, là thằng số 2 đang là 0 nè, thằng số 2 là 0 nè, là thằng số 2 được nhấn. À, tức nghĩa là gì? Bình thường nó sẽ là FF, bình thường không có nhấn gì hết á, là FF. Là đó, còn khi mà các bạn nhấn thằng nào thì nó sẽ hiện thằng đó lên. Đây. Mình đang cắm vô chân số 2 thì mình nhấn vô cái nút nhấn thì nó hiện FB, là có nghĩa là chân số 2 đang được nhấn, được chưa? Rất là đơn giản. Rồi. Bây giờ á, mình sẽ định địa chỉ của nó như thế nào? Cái đó mình hướng dẫn cho bạn đọc rồi đó nghe. Ví dụ mình đọc cái hàng nào, ví dụ mình đang để nút nhấn như chân số 2 thì mình đọc cái hàng này, nếu mà nó là FB thì nó là hàng số 2 đang được nhấn. Rồi, định địa chỉ á. Định địa chỉ á, thì đây các bạn lên gõ BCF 8574 địa chỉ address thì các bạn sẽ thấy á là bình thường mình đang là cắm ba hàng vô chân GND là vô 0 á, là 0 nè, là địa chỉ là 0x20 nè. Ví dụ giờ mình đổi cái thằng A2, mình nói cái chân A2 vô A012, mình nói A0, chân A0 vô số 1, A0 vô chân A0, không, mình nói A2 vô mức cao đi các bạn, mình nói chân A2 nè, hình như cái bảng này nó ngược địa chỉ rồi. Đây, mình nói cái chân A2
vô VCC, ý vô dấu cộng á. Đây là các bạn thấy mình nói A2 vô dấu cộng này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái code. A2 nói vô cộng là bằng 21, địa chỉ là 21 0 x 21. À. Bây giờ đó, mình sẽ nạp code lại thử nha. Mình vẫn để địa chỉ 20, nạp code lại thử coi mình có đọc được không các bạn. Rồi ok. Giờ mở terminal lên. Đó, nó hiện không phải không? Hồi nãy bình thường là nó hiện FF, vậy hiện không có nghĩa là không có đọc được nè, sai địa chỉ á, bây giờ đổi thành 0 x 21 rồi. Hình như cái bảng địa chỉ nó sai hay gì á các bạn, mình nhớ là hình như cái bảng này nó để địa chỉ sai hay gì á. Cái bảng này như đúng hơn nè, cái bảng địa chỉ này như đúng hơn nè. Rồi. Đúng rồi, cái bảng địa chỉ này nó sai rồi các bạn. Bảng địa chỉ này sai rồi. Phải dùng cái bảng này mới đúng. Đây cái bảng này đúng hơn rồi các bạn. À, mình đang nói là cái chân A2 vô mức cao đúng không? Địa chỉ là 0 x 24. A2 vô mức cao. Bạn nó sai rồi. A2, cái chân A2 mà nói vô dấu cộng á là địa chỉ là 0 x 24. Đúng không? Bây giờ mình đổi lại 0 x 24 mình test thử nha. Rồi đúng nè các bạn. Cái bảng hồi nãy mình đưa lúc đầu á, cái bảng lúc đầu là nó sai rồi, nó ghi sai rồi. Mình nói cái chân A2 vô dấu cộng có nghĩa là địa chỉ là 0 x 24. Đây theo cái hướng dẫn cái bảng nè. Đây, nói A2 vô mức cao vô dương á là địa chỉ là 0 x 24. Đây nó đọc được nè các bạn. Nè, nó đọc được nè ha. Rồi. Đây. Nó bị giục dây vậy. Đúng rồi, nó bị giục dây. Đó, đọc được nè đúng không các bạn? Đấy thì đơn giản là mình cắm nhiều cái module vô ở đây để coi nó cắm được mấy module nè các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái. Rồi các bạn định được 8 địa chỉ thì cắm được 8 module đó. Cái file write data thì cái này là cái hàm write á, mình cái module của mình và bcf4.write là mình sẽ ghi cái mức tín hiệu, ghi tín hiệu ra. Cái chân nào đó, ví dụ như 0 là mình sẽ ghi mức low ra cái chân số 0. Không. Thì ở đây mình có 4 led nè, 4 led đầu này nè nghe các bạn. Mình sẽ nói vô chân là 0123, được chưa? 4 led đầu nói vô chân 0123. Rồi. Mình sẽ rồi nạp code. Thì đơn giản là gì, khi mà setup á mình sẽ cho 4 cái led này về mức thấp, tức là mình tắt nó, low là muốn tắt á mình tắt đó. Rồi, ở trong vùng lớp á mình sẽ cho nó sáng 2 giây. Mình cho nó sáng 2 giây, 4 led là 4 led 0123 nó sẽ sáng 2 giây xong nó tắt nửa giây, được chưa? Cái hàm rai này giống như diesel rai của Auno thôi các bạn, đâu khác gì đâu. Nè, đây các bạn thấy không? Sáng 2 giây, tắt nửa giây. Đó, sáng 2 giây, tắt nửa giây. Đấy, đơn giản thôi, nó có hàm rai đó. À, tiếp theo là cái file là testled.ccb. Thì ở đây là mình sẽ điều khiển một cái con led, được chưa? Ở đây, mình là cái con led đầu này nha các bạn. Led đầu các bạn để ý, tại vì mình để con chở nó hơi to thành ra nó con led nó không được sáng lắm. Đây con led đầu. Thì một chân led á mình nói vô cái chân B0. Led một chân led mình nói vô chân B0. À, một vị chân còn lại con led mình nói vô GND. Rồi, cái nút nhấn á mình sẽ nói vô chân B7. Nút nhấn mình nói vô chân B7 được chưa? Nút nhấn nói vô B7. Tức là mình sẽ đọc cái chân đọc nút nhấn được nói vô chân B7 để điều khiển con led được nói vô chân B0, led được nói chân B0. Rồi. Cái code nó như thế này. Đầu tiên á mình tạo ra một cái biến string là data read. À, địa chỉ thì các bạn nhớ định địa chỉ nào các bạn nhập cái địa chỉ đó vô nha. Rồi mình khai báo cái chân không á, là cái chân led á, chân led đừng nói với chân không á, thì đầu tiên vô là mình khai báo nó là low là mình tắt á, mình ở setup đó mình tắt á. Rồi ở vô một lúc á mình sẽ đọc, đây mình gọi cái hàm vừa nãy ra, mình đọc và mình đọc nó, mình chuyển nó sang file head, mình đọc kiểu head ha các bạn. Rồi mình sẽ chuyển toàn bộ cái thằng này sang kiểu string. Rồi mình cho thằng data read bằng nguyên cái đống này ha. Thì nếu như mà data read nó bằng 7E, được chưa? Data read bằng 7E thì mình bật cái đèn lên, mở cái đèn ngược lại thì mình sẽ tắt đèn. Rồi mình lên ra. Rồi bây giờ mình nạp code thử nha. Rồi mở terminal lên. Đây, bình thường là FE ha các bạn. Rồi các bạn mở máy tính lên nè. Các bạn gõ là FE. Đây, FE, được chưa?
Thì tại 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 sao lại là FE các bạn, là tại vì cái lúc đầu á, ngay setup mình đã mở, mình đã cái chân mà led lại chân không là mình kéo nó xuống low, thì bình thường vô là FE nè, là cái chân không á, cái bit không á ấy, là đúng rồi, cái bit không nó sẽ được kéo xuống mức thấp, là cái bit mà là cái chân không, chân nối với led kéo xuống mức thấp, được chưa? Thì bình thường nó sẽ là FE. Khi mà mình nhấn nút sẽ là 7E, cái đèn nó sáng đây các bạn, thấy cái đèn nó sáng nè. Ở đây các bạn thấy mình nhấn vô, các bạn thấy cái đèn nó sáng nè. Đó, nhấn vô là đèn sáng, được chưa? Thì tại sao nhấn vô đèn sáng các bạn? À, nhấn vô là 7E. Đây các bạn gõ vô 7E. Đó, 7E là cái bit số 7 nè, tức là khi mình nhấn á, là cái bit số 7 nó sẽ là không. Thì tại vì cái hanh ghi của mình là hanh ghi 8 bit đó các bạn. À nè, hanh ghi 8 bit thì bình thường FE có nghĩa là, tại vì cái lúc đầu mình đã đưa cái chân xuống lô, cái chân số 0 là chân của led xuống lô, thì bình thường sẽ là FE. Khi mình nhấn vô cái nút nhấn nó vô chân số 7, thì mình nhấn vô thì cái bit số 7 nó sẽ kéo xuống xuống mức, nói chung là nó đảo trạng thái lại, thì bình thường trạng thái là 1 thì nó sẽ đảo lại thành 0. Đó, thì khi nó đảo lại thì nó sẽ là 7E, cái hanh ghi của mình đó. Hết là 7E, còn kiểu nhị phân sẽ là 0 1 1 1 1 1 1 0, được chưa? Thì mình chỉ xét thôi, mình xét xem á là mình đọc ra là gì, mình đọc ra là 7E thì mình cho cái đèn nó sáng lên, thì mình cho cái bit số 0 nó sáng lên thôi. Đó, 7E là cái bit số 7 á các bạn. Bit số 7 cái nút nhấn được nhấn. Cái file có cuối cùng các bạn là cái đọc cái chân INT, cái file with INT.csv. Rồi. Thì cái thằng BCS854 này nó có một cái chân, đó là cái chân INT, nó cuối cái chân cuối gần cái chân B7 nè các bạn. Thì cái chân này á, nó được tạo ra là để đọc cái sự kiện xuất hiện ở trên các cái chân khác, cái chân từ chân số 0 đến chân số 7, được chưa? Thì khi mà có sự kiện xuất hiện á, thì cái chân INT này nó sẽ báo một cái tín hiệu về. Thì mình cắm cái chân INT này vô chân số 5 của Auno. Đây, mình cắm chân INT nè vô chân số 5 của Auno, được chưa các bạn? Rồi. Thì mình sẽ khai báo là cái chân số 5 là cái chân input, chân input group. Rồi, là cái chân INT của cái module đó nha các bạn, cắm vô chân số 5 của Auno, được chưa? Rồi. Thì cái thằng này á, tức có nghĩa là gì? Khi mà cái chân số 5 á, nó xuất hiện cái sự kiện, khi mà cái chân INT xuất hiện cái sự kiện thì nó mới thực hiện là nó đọc xem á là cái nút nhấn nào được nhấn. Đúng không? Mình đang dùng cái chân số 5 để phát hiện cái sự kiện xảy ra ở trên các cái chân khác. À, đang dùng cái chân INT để phát hiện cái các sự kiện xảy ra trên các cái chân khác, được chưa? Thì bốn con led mình sẽ nối từ chân số, từ chân 0 đến chân 3, chân số 0 chân số 3, rồi nút nhấn mình sẽ nối vô chân số 7. Cái chân INT mình nối vô chân INT của BCS854 nối vô số 5 của Auno, được chưa? Thì khi mà chân INT phát hiện cái sự kiện thì mình sẽ đọc cái nút nhấn, mình mới đọc nút nhấn. Có nghĩa là sao? Mục đích là gì? Mình sẽ không lãng phí tài nguyên. Tức là nếu như mà đây ở bên cái file mà read button đó các bạn, mình sẽ đọc nút nhấn liên tục, mình đọc nút nhấn này liên tục thì nó sẽ lãng phí tài nguyên, lãng phí tài nguyên của con Auno, được chưa? Thì cái chân INT này được tạo ra là chỉ khi nào mà INT có xuất hiện sự kiện thì mình mới nhảy vô mình đọc xem ơi sự kiện đó là gì. Thì tức là khi mà mình nhấn nút này các bạn, khi nhấn nút thì mặc định INT á, nó sẽ phát hiện một cái sự kiện, nó xuất hiện cái sự kiện ở trên cái chân INT đó. Thì khi mà mình phát hiện cái chân INT phát hiện sự kiện á, nó xuất hiện sự kiện thì mình nhảy vô mình đọc cái nút nhấn, rồi mình thực hiện cái tác vụ y như vậy. Nếu như nút nhấn được nhấn thì đèn mở, rồi nút nhấn không nhấn thì đèn tắt, vậy thôi. Rồi đây mình nạp code mình cho các bạn xem thử nha. Đây, bình thường á, mình đang delay 100 nha các bạn, để cho dễ nhìn. Bình thường á thì cái chân INT sẽ là ở cái mức cao, mức 1. Đây, được chưa? Bình thường chân INT là mức 1. Thì mức 1 là không làm gì hết, tại vì mình đang chờ nó có xuất hiện sự kiện là mức 0. Đây, khi mà mình nhấn nút nè, khi mình nhấn nút. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà mình nhấn nút thì cái chân INT nó về mức 0 nè, chân INT về mức 0 thì nó sẽ nhảy vô trong, nó thực hiện cái đoạn ở trong này. Thực hiện cái đoạn trong này thì nếu như mà nút nhấn 7 là nút nhấn số 7 á, được nhấn á, thì đây nút nhấn số 7 được nhấn thì nó bốn cái đèn này sáng. Đây các bạn thấy bốn đèn sáng nè, mình nhấn vô bốn đèn sáng nè. Đó. Thì xong rồi nó in cái trạng thái nút nhấn ra. Thì cái mục đích chỗ này á, cái chân nó là để đọc cái sự kiện xảy ra trên các cái chân khác thôi. Mình tránh lãng phí tài nguyên. Ví dụ bên đây là mình đọc liên tục, mình đọc cái nút nhấn liên tục thì nó bị lãng phí tài nguyên nè, mình đọc liên tục bị lãng phí tài nguyên ha. Đấy, thì nói chung cái này cũng đơn giản thôi, nói chung là tùy cái mục đích các bạn sử dụng mà mình có dùng hay không thôi. Cái sử dụng cái con BCS854 mình tương đối đơn giản là tại vì nó có thư viện sẵn hết à. Các bạn chỉ việc tải thư viện về xong rồi các bạn lôi các cái lệnh của nó ra sử dụng thôi. Mình thấy vô đơn giản mà. Hiện tại nó chỉ có đọc ghi digital thôi các bạn, đọc ghi digital. Còn analog á thì mình
chưa thấy là cái con này nó làm được. Nhưng mà mình có tìm hiểu thì mình thấy là các bạn phải thêm phần cứng vô, nó rất là lằn nhằn. Đấy nên là ví dụ các bạn muốn đọc ghi analog á, thì mình tìm xem cái con IC nào mình nhớ con 74HC4067 hay gì á là nó đọc ghi analog được. Đấy thì có cơ hội mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái con sử dụng cái con đó. Và cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share và subscribe kênh nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.